Thưa quý vị, trong những ngày tháng diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, hàng trăm bài báo, bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực sinh động nhất về diễn biến của chiến dịch và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, khẳng định vai trò của báo chí. Từ cuối năm 1951, đồng chí Phạm Văn Đồng đã viết, tuyên truyền là phần nửa của công việc kháng chiến. Trong không gian trưng bày báo chí Việt Nam giai đoạn 1945-1954, đã khắc họa kỳ tích của báo chí trong dòng chảy lịch sử dân tộc với 33 số báo đặc biệt, trở thành kênh thông tin báo chí hiệu quả nhất, một mũi xung kích trong chiến dịch. Lần đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược tại mặt trận Điện Biên Phủ đã hình thành nên một binh chủng đặc biệt, binh chủng báo chí. Lần đầu tiên ở trong lịch sử quân sự của Việt Nam cũng như lịch sử quân sự của thế giới, có một tòa soạn được tổ chức ngay tại mặt trận. Và chính những tờ báo đó đã trở thành một cái ngọn lửa khích lệ cái tinh thần chiến đấu của họ. Và trở thành một cái món ánh tinh thần đặc biệt. Nói cái chữ không thể thiếu là còn chưa đủ đâu. Nó trở thành một cái sức mạnh cho những người lính trong chiến hào. Hàng trăm bài báo, bài viết tại mặt trận Điện Biên Phủ ngày ấy đã được nhà báo Lê Liêm, nguyên tổng biên tập đầu tiên của báo Quân đội Nhân dân, trao tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Mỗi bài viết như thấm mồ hôi, nước mắt, xương máu của những người cầm súng tại chiến trường Điện Biên Phủ. Chúng tôi cũng đã được rất nhiều nhà báo là có những tài liệu quan trọng gửi về hiện tặng cho bảo tàng. Thì đặc biệt trong đấy là có những tờ báo của Pháp viết về ngay chiến dịch Điện Biên Phủ của chúng ta. Cuốn tư liệu của một nhà báo đã từng phóng viên ở tại mặt trận, tờ báo Quân đội Nhân dân tại mặt trận. Thì ông đã tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam cuốn là những bài báo viết trên báo Quân đội Nhân dân tại mặt trận. Hôm nay, dòng thông tin tuyên truyền về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn đang tuôn chảy. Từ các cơ quan thông tấn quốc gia đến báo chí địa phương, đều có những chuyên trang, những đợt thông tin tuyên truyền đậm nét về sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc. Chúng tôi cũng phải trao đổi với bên Bộ Quốc phòng, với Viện Lịch sử Quân sự, đã ngồi lại họp với nhau rất nhiều cuộc để thống nhất cái cách thức thể hiện, cách thức viết và những cái hoạt động thúc đẩy nội dung được chuẩn bị ngay từ đầu tháng 1. VTV, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh Việt Nam để cùng thông tin đầy đủ, chính xác, toàn diện để cho nhân dân trong nước và nhân dân trên thế giới biết được về sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ và những công việc mà quân và dân ta đã làm được trong 70 năm qua. Những câu chuyện hào hùng về chiến thắng Điện Biên Phủ, đổi thay của mảnh đất Điện Biên sẽ được thế hệ hôm nay tiếp tục kể cho các thế hệ mai sau bằng những bài viết, những phóng sự truyền hình cũng như chuyên trang đặc biệt.